Hello các bạn. Welcome back to the channel. Hôm nay cũng không tính làm gì, làm vlog này đâu, nhưng mà tự nhiên đi ăn với Phát cái nội hứng mình làm cái vlog một ngày bình thường của mình nó làm sao. Thì hôm nay ngày off thì anh em mình đang đi ăn cơm gà Houston, mình với Phát. Rồi xong xí đi cắt tóc đồ, rồi tối nay sẽ có party ở nhà Lợi. Thì mình sẽ dắt mọi người đi theo mình chơi. Ok. Mọi người, mình có order cháo gà Houston. Phải nó ăn miếng măng gà. Chỗ này rất là ngon mọi người. Rồi miếng nước mắm. Rồi. Ok, sau khi ăn uống no say xong thì mình sẽ dẫn các bạn tới cái chỗ này, Linda trái cây ngon, Tropical Fruits. Bên này Phát nói trong này có nước mía ngon lắm mọi người. Vô coi mọi người. Ê, ok, giờ đi cắt tóc á. Okay. Rồi, có nước mía mọi người. Thử mía. Ngon lắm. Người tới thử chỗ này ngon lắm rồi. Sắp đi chơi cái nỗi bụng. Kiếm đâu ra chỗ cắt tóc này vậy? Trên mạng. Cắt tóc mọi người. Ok các bạn, giờ mình đang ở nhà Tèo, shop Tèo. Chào các bạn. Mình tới hơi sớm, đang đợi anh Phát. Tới anh em đi mua rượu đồ. Thì chắc làm trước tôi uống bò. Nhà Tèo nó có uống bò. Uống bò. Thì mọi người gặp con Covid. Đó con quỷ đó. Quỷ định nó hai bờ lắm. Ê mày, mày đi mày. Con nó kìa, con nó quy cho kìa. Đây, Covid. Mình như một con heo á. Sau khi ăn uống xong thì mình với Phát sẽ đi mua rượu. Ok. Mình đi mua rượu về mọi người. Thì anh em tính mình đi tính mua chai tequila cũng phải không có. Anh em sẽ chơi hai chai này. Cứ squid nha anh em. Đó là lá. Thôi, để bỏ vô tủ đá kìa. Ok mọi người. Đồ ăn ready. À, Bảo. Say hello mày. Đây là Mr. Bảo mọi người. Bạn lâu năm của mình, hồi xưa học high school với nó luôn. Món món bén trong ngày mọi người. Cá đồ nướng. Cá nục. Ôi đâu, cá nục nướng. À. Cá nục nướng sạch. À, khói nó bốc lên, khói đã luôn. À, anh em xin nữa chơi tặng quà, giật quà chứ. Background hơi bị xấu nhưng mà mọi người thông cảm đi. Có sao quay vậy á? Làm miếng rượu anh em. Ủa xích, còn hơi rồi tự đổi. Vô các anh em ơi, 1, 2, vô, Happy New Year. Ok, đẹp không đó. Cái gì vậy, vui mà. Chứ. Ai chưa nhớ, tôi chưa nhớ nè. Quăng cái này. Đúng rồi, sót. Nè, chúng được uống đúng không? Cái thằng chưa nhớ nè. Ờ, dạ, dạ, dạ. Sót nè. Thù uống sót nè. Đây, quăng chơi. Để thử hay lắm, được. Để thử hay lắm, được. Ok, cái cuối, vô. Không vô hàng uống luôn, biến. Quay ta tìm gì,
cái lợi của ba này rồi. Ba. Rồi tới bạo chứ. Ok mọi người, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu chơi White Elephant. Anh em ai muốn lên bốc trước nè? Ai cũng ngại nè. Bốc bốc rồi cho nó coi số mấy. Có số máy luôn tè, có số máy luôn tè. Đó, từng người. Số máy, từng người. Số 6. Số 6. Số 5. Hợp lý. Từng người để quay phim. Quay phim. Mười một good. 11 là last luôn á. Nhưng mà Kha still được. Báo. Bóc chưa? Ai chưa bóc đâu. Số 1. Đồ hơi bị xui. Số 1 hơi bị xui. Đã đi mà. Bóc đi rồi đó. Anh Vy nè. Camera được coi. Camera được coi. Mở đi. Ông này nhanh đi. Trời ơi khổ. Phát biết. Ông sao có tiếp theo? Hai người. Tại em biết cho tụi nó biết. Em biết sao nó có cụ mà. Vậy. No. Nhưng mà không quan trọng. Số 3. Mình được cướp 2 lần. Ở số 3, cái này số 8. Một. Tuấn bóc à? Tuấn tao mày Tuấn á. Tao mày. Ok. Số nào tao coi rồi. Số 9. Rồi, số 9 cũng ngon. Tao bóc phải, bóc đi, để tao bóc cuối cùng luôn. 10. Đồ ngon ta. Mày giờ nói chuyện với số kìa. Ê đồ mà số 6 bà no, mẹ. Ok. Số 1. Đây. Số 1 qua đi. Ê, bỏ số 1, số 1 rồi. Đây số 1. Rồi lột qua em ơi, đưa số 1 đi, số 1. Lột qua. Lột thôi, thích lột sao lột. Cái gì vậy? Ê, đừng cái nồi vô ăn nha. Ê, cái nồi này không phải là cái nồi bình thường. Cái nồi này sao? Cái nồi nấu mì. Nó cơm được không? Không nấu cơm được mà nấu mì. Cái nồi không phải bình thường, cái nồi nấu mì. Số 2. Số 2 là... Số 2 nè. Hai là của ai? Số 2. Lột cái tèo. Số 2 nè. Cái giờ xem. Cái này hơi bị ảo. Hay á man, hay. Ê, mày steal sao? Đồ bóc xong hết mới steal. Bóc xong hết. Ok, số 3. Số 3. Ê, số 3. Number 3. Đúng rồi. Mở ra. Cái gì đó? Số 4.
đâu. Anh chưa biết anh chưa cái gì mà. Tình người biết anh ơi. Tình người quá. Số 4 ơi. À, số 4 này, số 4 này. Đúng rồi, số 4. Số 4. Ồ. Ê, số 4 lục qua, số 4 lục qua. Ô, rồi, sao rồi. Ô, cái nước lọc, cầm nước, cầm nước. Tủ lạnh bên đây. Ê, tủ lạnh lên bên đây. Tủ lạnh bên đây. Đồ, tủ lạnh bên đây. Tủ lạnh bên đây. À, một cái tủ lạnh bên đây nè. Đồ hợp lý rồi, coi coi coi. Camping nè. Ồ, nè. Ngon ngon. Số 5, số 5. Số 5. Số 5, số 5 móc đi. Ồ, số 5, đồ số 5. Nè, không quà to vậy. Ở đi bố. Chết mẹ rồi, về nhà cửa nhà. Ê, 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 ê. Ê, cái mền, cái mền, cái mền. Ê, có thầy, ê, ê, ê. Thầy mẫu, thầy mẫu. Thầy mẫu. Thứ 6 đâu ta? Thứ 6 đâu? Thứ 6 nè. Thứ 6 hả? Chữ sâu quá, không nhìn ra. Thứ 6 là gì quá nhở? Cái gì trong đó? Hey, speaker trong nước. Speaker, speaker, cái speaker. Speaker cơ chủ của clip nha. Yeah, yeah, yeah. Chủ kênh. Hey, số 7 đó. Số 7, số 7. Ê, số 7. Số 7 lên bóc luôn số 7 em ơi. Số 7 đâu? Số 7. Hình như là cái này nè. Cái này số 7 đúng không? Coi số không? 7 đúng rồi, 7 đúng rồi. Số 7 xong rồi, đổ hộp bánh trung thu. Cái này kiểu bánh trung thu này. Ồ, cái đồ gắn phone trên xe. Dashcam. Hell yeah. Ồ, dashcam hay là đồ gắn phone trên xe? Dashcam. Dashcam, để camera hành trình. Camera hành trình, online speaker đúng rồi. Số 8, số 8. Số 8 là anh Tịch. Đây. Từ từ, chú. Cái bao con xô ra con xài được. Cái bao giờ xin nó hết xài nha. Ê. Mình đang may mắn của con mến. Ủa, mấy gì mà xem mà xô như vậy? Gì ghê vậy? Đeo. Gì ghê? Xế gì vậy? Đồ đồ dép gì vậy? Gì vậy? Đồ dép đu. Đồ dép. Massage đàng hoàng nhá. Ủa massage. Bài số 9. Không cần khui luôn. Chụp hình cười cái coi. Được không? Cậu. Vậy là quay view đó. Tao có quay view đây rồi. Cái của tôi cũng rồi. Một cái mồi nốt nè, badass mồi. Ê, hai món rồi. Đang cày mấy cái mồi. Số 11. Số 11. Số 11 là Kha. Và là chai rượu. Ok, ok, bây giờ mới là cái khúc mà vui nhất nè. Ờ, ok, ok. Số 1 này đúng không? Ờ. Giờ mày muốn đổi món cái nồi này lấy cái món quà gì khác không? Ê, anh em vô quà lên cho nó coi nè. Trong kia mới có quà ở kia nè, quà ở kia nữa kìa. Nhiều quà lắm. Đâu, đâu. Đây, ủ đi, nó nhiều. Ok, ngon. Quyền lấy lại, nhưng có quyền lấy lại. Bây giờ chủ nhân là cái này. Đây, cái này là chủ nhân nè. Đâu đâu, ơi, bây giờ nhân muốn lấy cái nào, anh em vô quà lên cho nhân chọn lại. Bây giờ ờ, không sao. Số 2 đúng không? Ê, lấy.
Mày là số 2 đúng không? Số 2. Giờ mày muốn đổi món nào không? Đâu, bạn quá. Bạn tổ chức, bạn hỏi là anh số 2 có đồng ý để món quà của anh không? Anh có thấy món quà của anh rất là hợp lý không? Anh thấy món quà của anh rất là, anh có vừa lòng với món quà của anh không? Muốn đổi, muốn đổi. Muốn đổi đúng không? Đổi. Okay. Ê anh em, giờ số 2 muốn đổi nè. Giờ quà lên cho số 2 đổi nè. À, không phải muốn lấy mà là ai muốn đổi giờ đứng ở không đây nè. Không phải muốn đổi là mày sẽ mày steal gọi là mày ăn cắp luôn. Ờ bây giờ số 2 nè, giờ dơ ra lên nè, số 2 muốn lấy món nào nè? Cho số 2 là số 1 bỏ luôn rồi. Thì vậy mẹ nói là rồi thôi rồi ăn coi giữ quà người ta đi. Ừ, sai hết rồi. Ai cũng sai hết đủ rồi, lấy tiền đâu. Sai hết rồi. Giờ đổi đâu mà. Giờ cũng đồng đều hết rồi, giờ xong hết rồi. Giờ thôi, bây giờ. Tâm ơi. Bây giờ hết xui đúng không? À thì đúng rồi. Hết xui chứ bây giờ làm sao mới biết được số. Nhưng mà đáng lẽ không nên viết 1 2 3 lên tiếng này. Bị lỗi rồi. Ok. Giờ thì thể lẽ cuộc chơi nó bị xáo trộn một tí. Nên thằng nào giữ quan nấy mọi người, không có cướp nữa. What the fuck up, damn? Woo! Come on now, come on. Look at this, baby. Look at this. Oh. What the fuck is that? Này nằm xuống rồi. Anh em đưa nó lên chút coi. Anh em trời ơi. Em có lời muốn nói. Đúng không? Yeah. Em có lời muốn nói. Nói gì? Đúng sao? Năm 2011 ai cũng có family riêng với nhau. 21 rồi. Nhưng mà cuối năm mình hợp mặt với nhau. Rồi thôi. Okay. Những năm mình trải qua. Năm nào cũng như năm nào. Không cần biết là tiền khó lắm. Khó lắm mà. Tại vì sau này ai cũng có gia đình hết. Đúng rồi. Việc cuối năm là việc của gia đình. Đúng rồi. Đúng không? Cho nên nhưng mà mình sẽ cái ngày nào đó thôi. Mình chích một ngày ra anh em mình gặp mặt. Như hôm nay. Nước mũi nước mồm rồi nước mũi xuống rồi. Ok giờ đến giờ tới như bây giờ mình chia sẻ mà mình chia trễ nhưng mà Alice anh em mình vẫn gặp mặt với nhau. Yes. Nhưng một ngày trễ không quan trọng nhưng mà chỉ là một ngày gặp mặt với nhau đúng không? Hell yeah. Đúng yeah. Đó là ngày hôm nay của mình đã kết thúc rồi mọi người. Anh em của mình muốn chúc mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe và có tất cả tình yêu trong thế giới này.